Làm ít nhất một lần để thấy đời đáng sống. Nếu bạn biết lập kế hoạch, cuộc đời của bạn sẽ rất tốt đẹp. Có nhiều điều rất đáng làm trong độ tuổi 20 ngắn ngủi, giúp bạn trải nghiệm hết những thứ hay ho của cuộc đời và nhận ra mình nên làm gì tiếp theo. 1. Du lịch đến thăm một nơi thật kỳ lạ, một nơi ở bên rìa thế giới, kết nối giữa thiên đàng và trần thế. 2. Mua vé đi xem một festival âm nhạc và thật sự thả hồn quậy tưng. 3. Tham gia một nửa cuộc marathon. 3. Tham gia chạy một nửa cuộc marathon. 4. Đi bơi mà không mặc quần áo. 5. Học cách nấu món cá thật ngon theo phong cách riêng của bạn và khiến cả gia đình cùng bạn bè phải nhắc mãi vì nó quá ngon. 6. Tìm hiểu gia phả nhà mình, bạn sẽ không ngờ mình tìm thấy gì đâu. 7. Học nhảy bungee hoặc nhảy dù. 8. Đi party xuyên đêm ở một thành phố xa lạ nhảy nhót đến khi mệt lả. 9. Học cách làm cocktail. 10. Đứng trên sân khấu và hát thật sung, cho dù bạn rất sợ hát trốn đông người. 11. Học lặn. 12. Lạc lối ở một thành phố xa lạ, đây thường là phần hay ho nhất của một chuyến du lịch. 13. Leo núi, không nhất thiết phải là đỉnh Everest. 14. Ngủ 1 đến 2 đêm ngoài trời. 15. Học khóa thạc sĩ về một lĩnh vực mà bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm. 16. Giữ gìn vóc dáng. 17. Tham gia làm tình nguyện. 18. Tìm kiếm người chân thật và tốt với bạn. 19. Đi du lịch một mình không có gì đáng sợ đâu. 20. Tới một sự kiện thể thao lớn như World Cup, Thế vận hội, giải vô địch quốc gia. 21. Đi du lịch về. 21. Đi du lịch và thuê nhà ở chung với người lạ, chắc chắn bạn sẽ tìm được những người bạn mới. 22. Dành một ngày, thậm chí một tuần, tránh xa tất cả những rắc rối của cuộc đời, chỉ đối diện với một... Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.